Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác Ban cán sự Đảng thanh tra Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện kết luận thanh tra thời gian qua. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì làm việc với đoàn công tác. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, Đà Nẵng đã đề ra nhiều định hướng lớn với các giải pháp quyết liệt để tiếp tục đưa thành phố phát triển, trong đó có việc tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán để khơi nguồn cho phát triển. Đến nay, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận 2852 của thanh tra chính phủ và các kết luận thanh tra khác. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn vướng mắt, vì vậy, thông qua buổi làm việc này, thành phố có những kiến nghị đề xuất và mong muốn trao đổi cụ thể cùng thanh tra chính phủ để báo cáo chính phủ có hướng tháo gỡ, tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp tục huy động nguồn lực phát triển. Thực hiện kết luận 2852 của thanh tra chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã tập trung nỗ lực khắc phục với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt. Đến nay, việc thực hiện đã có những kết quả đáng kể, nhất là việc tiến hành cấp đổi lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chưa đúng thời hạn, cũng như thu nộp vào ngân sách việc miễn giảm tiền sử dụng đất chưa đúng và nghiêm túc ra soát lại các dự án tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đà nẵng cũng gặp phải nhiều khó khăn vướng mắt điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh môi trường đầu tư cũng như sự phát triển của thành phố